Sử dụng bộ đôi của ADI để diệt lũ ma sau 10 ngày thì hiệu quả nó sẽ như nào? Thì mời bà con chúng ta cùng với công ty ADI để quay lại để đánh giá. Thì như bà con biết là sau khi mà xạ lên thì thông thường á, nếu mà mình không xử lý thì những cái lúa, những cái hạt lúa cỏ như này, những hạt lúa trước đây thì nó sẽ bắt đầu nó bong lên rất nhiều. Nhưng mà sau khi mà xử lý cái bộ lúa ma công ty thì bà con mình quan sát này, thứ nhất là những cái hạt lúa mà nó không kịp nảy mầm thì nó cũng sẽ bị thối. Đây, bà anh có thể quay sát lại đây được cho bà con mình để quan sát. Thứ nhất là những cái hạt lúa cũ nó sẽ chết và nó thối đi, nó sẽ thối cái mầm, thối mầm như này. Đây, thối mầm và nó tự động đây. Ví dụ như cái hạt này nó đang lên mầm và nó sẽ chết. Đấy, như hạt này đang lên mầm và khi gặp thuốc là sẽ chết ngay. Bên cạnh đó là những cái gì? Những cái cây mà đã lên rồi. Những cái cây là đã lên, ví dụ như cây này. Đây, ví dụ như cây này. Những cây là nó lên như này thì nó cũng bắt đầu chết. Vì sao? Vì là trong cái quá trình mà xử lý bằng cái giải pháp của công ty ADI là cái hạt lúa nó đã bị thấm cái thuốc vào trong. Thấm một chút vào trong này, ngay cả nó có khỏe đến bao nhiêu đi thì nó khi mà nó nảy mầm lên nó vẫn chết như thế này. Thưa bà con. Và ở đây nếu mà mình quan sát đây đây, ví dụ như đây. Đây ngay ở đây có một cây nữa, đây một cây nữa. Cây tôi vừa quan sát thấy một cây đây. Đây là cái cây thứ hai. Cây thứ hai. Thì khi mà nó nghe cái chuyện mà những cái hạt lúa ma hay là lúa vụ trước, lúa vụ trước mà có nảy mầm và lên thì nó vẫn dính thuốc và chết đi. Đấy. Còn lại là những cái hạt mà vừa mới nảy mầm lên, vừa mới nhú mầm lên hoặc là chưa kịp nhú mầm thì khi mà dùng bằng giải pháp thì thuốc đã thấm lên và làm hỏng luôn cái đỉnh sinh trưởng của hạt lúa. Thì đây là cái hiệu quả mà khi mà sử dụng bằng cái giải pháp là lo gì chú và ta chắc của công ty ADI. Thì nếu bà con mình đang có những cái vấn đề trên đồng ruộng mà đặc biệt về lúa ma thì bà con hãy liên hệ với công ty chúng tôi để được để công ty chúng tôi anh em sẽ xuống tận nơi và sẽ hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho bà con. Xin cảm ơn bà con. Thì sau đây bà con mình cùng quan sát về cái cánh đồng sau khi mà xử lý của giải pháp của công ty ADI. Rất là sạch. Đây, quay góc kia dồn rất nhiều. Đoạn kia dồn rất nhiều, zoom lại. Zoom lại thôi. Ok đấy, thường.